fulcru legat, umira nekrăncear. Vampira ta, mâncu, pompei da vinam, linkan rangan, pim gum hon nui gusta. Rangan nuk nam, pim gyal an bai sam tro. Nuk mi na, nuk mi na, lan nhạc vang cha li de ca nhiê. Sunan alum kuh jijang gap yunipulem kap kap yang kap dung mihme sang dung sablo idem dak niu dong bang ala char thailand dung nao tar bar rong lang o sunan kam nik pul ah nuk kena yon klin duk tự jua kunuk na yon klin duk ma lan lai yuh kunuk ma kunuk na yon klin duk ma pük ma ma re ingur senak rui grap rui rui grap rui drebo se si rui nai tinok sunan drebo ti bon sam xã Yà Leo, huyện Yà Leo, tỉnh Đắk Lắk, màu lâu bỏ buồn tân ân. Cần lúc nào dọn kinh tục tự chọa, tục mạ lần lại dù sự nâng trực bộ ý ngột sẵn ưu nha. Mò mòm đầy đấng măng thôn xã bột bàn tu, dù lùi mà lòng trúc rùi mạng này. Sự nâng trúc rùi hào hào buồn sang rễ em mò tu ô. Dù anh ngạ mạ hay lần là rễ, mạ hay bực mà rễ tin nộp lọ màu lệ tiếp ý bồi á. Sự nâng gợi một tu ô, sự nâng dình mạ giang chắc rễ, như lên tiếng. Như ur, như blu, nào chẳng cớ, à là chà rong lần thâu cớ clay mi, blu nào hong clay mi, là blu nào hong clay yuan chẳng dì dàng, dập bỏ là chà thâu, bố cớ clay yuan kinh tự dọn sẽ xa nần. Tết luôn này, bray dray lăng, bray dray mỡ, à sắp blu hong clay mi, lè nàn clay yuan sẽ xa nần, ơ gầm phùn, xa nần tên này bray dray mỡ. The land acquisition controversy in EA Leo. The land acquisition controversy tranh cãi thu hồi đất ở EA Hờ Leo, một xã ở tỉnh Đắk Lắk, đã nổi lên như một nghiên cứu điển hình quan trọng về lợi ích mâu thuẫn giữa quyền bản địa, chính sách của chính phủ và mở rộng doanh nghiệp ở Việt Nam. Trung tâm của cuộc tranh cãi là việc bán đất của người thượng bản địa cho công ty rừng xanh, được cho là do chủ tịch ủy ban nhân dân xã EA Hờ Leo tạo điều kiện. Tranh cãi này đặt ra những câu hỏi cơ bản về việc quản lý đất đai bản địa, vai trò của chính quyền địa phương và trách nhiệm của công ty trong việc thu hồi đất trong lịch sử. Người thượng bản địa của người thượng Vega đã canh tác vùng đất này theo các tập quán truyền thống đã duy trì chúng trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của công ty rừng xanh và nỗ lực tiếp theo của họ để ngăn chặn các hoạt động canh tác này vào ngày 27 tháng 5 năm 2024 đã gây ra một cuộc tranh luận gây tranh cãi. Vấn đề còn phức tạp hơn nữa bởi vai trò của Ủy ban Nhân dân EA Hờ Leo. Trong khi cơ quan này về mặt lý thuyết chịu trách nhiệm về phúc lợi của cộng đồng địa phương, các cáo buộc đã xuất hiện rằng chủ tịch đã tạo điều kiện cho việc bán đất cho công ty rừng xanh. Hành động bị cáo buộc này đã đặt ra câu hỏi về vai trò của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ quyền bản địa và quản lý tài nguyên cộng đồng. Tranh cãi xung quanh việc thu hồi đất ở EA Hờ Leo là biểu tượng của các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến quyền đất đai, người dân bản địa và vai trò của các tập đoàn trong phát triển kinh tế, xã hội. Nó phục vụ như một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà các cộng đồng bản địa phải đối mặt trong việc duy trì đất đai và sinh kế truyền thống của họ trước áp lực ngày càng tăng của công ty và chính phủ. Trong các lần sau, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào bối cảnh lịch sử của quyền sở hữu đất đai ở EA Hờ Leo, vai trò của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban, những tác động của việc mua lại công ty rừng xanh và sự cố vào ngày 27 tháng 5 năm 2024 đưa những căng thẳng này lên hàng đầu. Chúng tôi cũng sẽ phân tích hậu quả và tranh cãi đang diễn ra trước khi kết thúc với một cuộc thảo luận về tương lai của quyền bản địa ở EA Hờ Leo. Bối cảnh lịch sử về quyền sở hữu đất đai ở EA Hờ Leo, để hiểu đầy đủ chiều sâu của cuộc tranh cãi thu hồi đất ở EA Hờ Leo, điều quan trọng là phải khám phá bối cảnh lịch sử về quyền sở hữu đất đai trong khu vực, đặc biệt tập trung vào mối quan hệ của người thượng bản địa với đất đai. Người thượng còn được gọi là Dega hoặc Dega, là người dân bản địa của Tây Nguyên Việt Nam. Đất ở EA Hờ Leo, ngữ Montagnard có nghĩa là người miền núi.
trong tiếng Pháp và là một sự chuyển giao từ thời kỳ thuộc địa Pháp. Nhóm này bao gồm một số nhóm dân tộc, bao gồm người, một trong những bộ lạc bản địa tham gia vào tranh chấp đất Ea Hờ Leo trong lịch sử. Cuộc sống của người thường đã được đan xen với vùng đất mà họ sống. Bản sắc, văn hóa và sinh kế của họ bắt nguồn từ môi trường xung quanh đai bản địa. Đất đai không chỉ là một thực thể vật lý được sở hữu hoặc bán, nó là một không gian tâm linh, một nguồn sống và một nơi kết nối tổ tiên các vùng đất này. Lối sống nông nghiệp của họ chủ yếu dựa trên nông nghiệp tự cung tự cấp, làm nổi bật mối liên kết sâu sắc của họ với đất đai. Và khi các đường sắt thuộc địa và các thực thể tiếp theo đến, các này người thường thực hành quyền sở hữu đất cộng đồng. 124 hệ thống sở hữu tập thể này có nghĩa là đất đai không thuộc sở hữu của một cá nhân mà là của cộng đồng nhân dân Ea Hờ. Đất đai sau đó được chia cho các gia đình để canh tác, nhưng sự kiểm soát và quản lý tổng thể vẫn thuộc về cộng đồng. Đã tuy nhiên, dòng người bên ngoài bắt đầu với sự cai trị của thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19 đã mang lại những thay đổi mạnh mẽ trong mô hình sở hữu đất đai. Việc bảo vệ người Pháp đã giới thiệu khái niệm phương Tây về quyền sở hữu đất tư nhân, hồi mâu thuẫn rõ ràng với hệ thống đất cộng đồng quyền thống của người thường. Sau khi Việt Nam độc lập, cải cách ruộng đất đã được chính phủ khởi xướng, dẫn đến những thay đổi hơn nữa. Một sự thay đổi đáng kể đã xảy ra vào cuối thế kỷ 20 tổng khi chính phủ tiến hành một loạt các cải cách kinh tế và được gọi là đổi mới. Trong khi những cải cách này đã đẩy nền kinh tế của đất nước, cũng dẫn đến sự hố chiếm đất gia tăng, đặc biệt là ở các khu vực có người dân tộc thiểu số sinh sống, tăng bao gồm Ea Hờ Leo. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều trường hợp đất được bán cho các tập đoàn cho mục đích phát triển. Năm 2000, trường hợp công ty Rừng Xanh mua lại đất ở Ea Hờ Leo là một ví dụ rõ ràng về xu hướng này. Tóm lại, bối cảnh lịch sử của quyền sở hữu đất đai ở Ea Hờ Leo được đánh dấu bằng quá trình chuyển đổi từ sở hữu cộng đồng sang tư nhân, đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tranh cãi hiện tại. Hiểu được lịch sử này là rất quan trọng để hiểu được sự kháng cự của người thường đối với việc thu hồi đất và cuộc đấu tranh của họ để giữ lại đất đai tổ tiên của họ. Vai trò của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Hờ Leo và Chủ tịch của nó đóng một vai trò đáng kể trong cuộc tranh cãi thu hồi đất liên quan đến người thường bản địa và công ty Rừng Xanh. Hành động và quyết định của họ ảnh hưởng đáng kể đến quỹ đạo của các sự kiện dẫn đến tranh chấp hiện tại. Phần này sẽ khám phá vai trò và ý nghĩa của chúng đối với vấn đề hiện tại. Ủy ban Nhân dân với tư cách là cơ quan đại diện của chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của các thành phần. Điều này bao gồm người thường bản địa, những người trong lịch sử đã bị gạt ra ngoài lề về quyền đất đai. Tuy nhiên, vai trò của ủy ban như một người bảo vệ các quyền này đã bị đặt câu hỏi do việc bán đất cho công ty Rừng Xanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc biệt đáng chú ý trong cuộc tranh cãi này. Vị trí của ông đã cho ông quyền giám sát và phê duyệt việc bán đất. Do đó, hành động của ông ảnh hưởng trực tiếp đến quyền quy tập của người thường bản địa vào vùng đất tổ tiên của họ. Quyết định bán đất của chủ tịch đã được xem xét kỹ lưỡng vì nó dường như ưu tiên lợi ích kinh doanh hơn quyền của người dân bản địa. Việc bán đất cho công ty Rừng Xanh đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong động lực quyền lực của khu vực. Nó chuyển giao quyền kiểm soát đất đai từ cộng đồng bản địa cho một công ty. Sự thay đổi này có ý nghĩa sâu sắc đối với người thường, những người dựa vào đất đai để kiếm sống. Do đó, vai trò của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban trong việc chuyển giao quyền lực này là một khía cạnh quan trọng của cuộc tranh cãi này. Các nhà phê bình cho rằng Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch của nó đã thất bại người thường bằng cách không bảo vệ đầy đủ quyền đất đai của họ. Họ chỉ ra sự thiếu tham vấn với cộng đồng bản địa trước khi bán và dường như coi thường sự phụ thuộc của họ vào đất đai. Những hành động này, các nhà phê bình cho rằng, cho thấy sự vi phạm lòng tin và thất bại trong nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban. Tóm lại, vai trò của Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban trong tranh cãi thu hồi đất rất phức tạp và đa diện. Quyết định của họ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình của các sự kiện, dẫn đến sự sâu sắc hơn của cuộc xung đột giữa người thường bản địa và công ty Rừng Xanh. Khi tranh cãi tiếp tục, vai trò của các thực thể chính quyền địa phương này vẫn là một lĩnh vực quan trọng của trọng tâm và phân tích. Việc mua lại và ý nghĩa của công ty Rừng Xanh. Việc mua lại đất của công ty Rừng Xanh đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện về quyền sở hữu đất đai ở Ea Hờ Leo.
công ty, đã khám phá các cơ hội đầu tư trong khu vực, đã nhìn thấy tiềm năng trong vùng đất màu mỡ của người dân Thượng Đa. Tuy nhiên, việc mua lại không chỉ là một giao dịch kinh doanh đơn giản. Nó mang ý nghĩa sâu rộng đối với người thường bản địa, sinh kế của họ và mối liên hệ hàng thế kỷ của họ với đất đai. Việc mua lại công ty đã được tạo điều kiện bởi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, một động thái ngay lập tức phủ bóng đen lên giao dịch. Rõ ràng ngay từ đầu rằng quyền của người dân bản địa đã không được tính đến đầy đủ trong quá trình này. Việc coi thường quyền đất đai bản địa này không chỉ vi phạm luật pháp địa phương mà còn trái với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Việc mua lại công ty rừng xanh cũng mang lại những thay đổi đáng kể trong việc sử dụng và quản lý đất đai. Công ty bắt tay vào chuyển đổi cảnh quan nông nghiệp cho phù hợp với lợi ích thương mại của mình, do đó bỏ qua các hoạt động canh tác truyền thống của người thường. Động thái này không chỉ làm gián đoạn các hoạt động kinh tế của người dân bản địa mà còn đe dọa di sản văn hóa của họ, gắn liền với các hoạt động canh tác truyền thống của họ. Việc mua lại cũng mở đường cho việc giới thiệu các lực lượng an ninh của công ty trong cộng đồng. Những lực lượng này bề ngoài được giới thiệu để bảo vệ các khoản đầu tư của công ty. Tuy nhiên, chúng sớm trở thành nguồn gốc của sự sợ hãi và căng thẳng giữa những người thường. Sự hiện diện của họ dẫn đến sự gia tăng hạn chế người dân bản địa tiếp cận đất nông nghiệp của họ. Đỉnh điểm là sự cố ngày 27 tháng 5 năm 2024, khi người thường bị buộc phải ngừng canh tác. Về bản chất, việc công ty rừng xanh mua lại đất ở Ea Hờ Leo không chỉ là sự thay đổi về quyền sở hữu đất đai, nó biểu thị một sự gián đoạn lối sống, một sự coi thường quyền bản địa và một chất xúc tác cho căng thẳng và xung đột. Ý nghĩa của việc mua lại này tiếp tục vang dội giữa những người thường, đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai của quyền đất đai bản địa trong khu vực. Sự kiện ngày 27 tháng 5 năm 2024, ngày 27 tháng 5 năm 2024, đánh dấu một ngày đen tối trong lịch sử của người thượng bản địa ở Ea Hờ Leo, một ngày làm nổi bật căng thẳng leo thang giữa người dân bản địa và công ty rừng xanh. Sự kiện được đề cập đã chứng kiến lực lượng an ninh của công ty ngăn chặn người thượng bản địa tham gia vào các hoạt động nông nghiệp truyền thống của họ. Một động thái không chỉ là một cú đánh vào sinh kế của họ mà còn vi phạm các quyền cơ bản của con người. Ngày bắt đầu như bất kỳ ngày nào khác, lưới người thượng bản địa hướng đến vùng đất tổ tiên của họ để cày xới đất và chăm sóc cây trồng của họ. Tuy nhiên, hòa bình của họ đột ngột bị gián đoạn khi lực lượng an ninh của công ty rừng xanh đến. Được công ty mặc đồng phục đáng sợ, trang bị súng và được hỗ trợ bởi thẩm quyền được công ty cấp cho họ, họ mạnh mẽ hướng dẫn người dân bản địa ngừng canh tác và rời khỏi đất ngay lập tức. Người thường, những người không biết về việc bán đất đã bị sốc bởi sự xâm nhập bất ngờ này. Vùng đất mà họ đang bị đuổi đi là huyết mạch của họ, một nguồn cung cấp thức ăn và một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa của họ. Ý nghĩ bị cấm khỏi đất của họ là không thể hiểu được, và họ tự nhiên chống lại các mệnh lệnh của sự kháng cự này. Tuy nhiên, đã dẫn đến một cuộc bế tắc căng thẳng kéo dài trong nhiều giờ. Lực lượng an ninh của công ty kiên quyết thực thi yêu sách của các công ty đối với đất đai, và người thường bản địa kiên quyết từ chối từ bỏ đất tổ tiên của họ, tạo ra một bầu không khí căng thẳng và khó chịu rõ ràng. Bất chấp các cuộc biểu tình và lời cầu xin hòa bình của người thường, các lực lượng an ninh vẫn không di chuyển. Khi ngày trôi qua, tình hình leo thang, lực lượng an ninh đã sử dụng các chiến thuật đe dọa và đã có báo cáo về các cuộc ẩu đả vật lý. Người dân bản địa bị buộc phải rời khỏi đất đai của họ, các công cụ nông nghiệp của họ bị tịch thu và họ được cảnh báo không nên trở về đất dưới sự đe dọa của hành động pháp lý. Sự cố vào ngày 27 tháng 5 năm 2024 là một biểu hiện rõ rệt của hoàn cảnh của người thượng bản địa, những người thấy mình bị tước đoạt đất tổ tiên của họ mà không thông báo hoặc tham khảo ý kiến trước. Hành động coi thường quyền lợi của họ đã nhấn mạnh vấn đề rộng lớn hơn về việc thu hồi đất phi đạo đức của công ty rừng xanh và sự đồng lõa của chính quyền địa phương. Các sự kiện của ngày này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của người thượng bản địa, phục vụ như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về cuộc đấu tranh cho quyền lợi của họ và bảo tồn văn hóa và sinh kế của họ. Tranh cãi về hậu quả và liên tục sau sự cố vào ngày 27 tháng 5 năm 2024, nơi người thượng bản địa bị lực lượng an ninh của công ty rừng xanh cấm canh tác trên đất tổ tiên, một làn sóng phẫn nộ và phản đối đã quét qua xã Ea Hờ Leo, vượt qua
ranh giới địa lý để vang vọng trong hội trường của các diễn đàn nhân quyền quốc gia và quốc tế. Sự kiện này thuộc về một sự hiển thị trắng trợn của sức mạnh doanh nghiệp đối với quyền bản địa, đã châm ngòi cho một cuộc thảo luận lớn hơn về quyền đất đai và hoàn cảnh của người thượng bản địa, thường bị lu mờ trong câu chuyện lớn về sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Sau đó, người thượng bản địa từ chối im lặng, tự huy động, yêu cầu công lý và trả lại đất đai của họ. Họ đã tham gia cùng với một số tổ chức phi chính phủ, các nhà hoạt động nhân quyền và các quan sát viên quốc tế, tăng thêm sức nặng cho cuộc đấu tranh của họ. Các cuộc biểu tình đã được tổ chức, các kiến nghị đã được ký kết và vấn đề đã được nêu ra trên các nền tảng khác nhau, tạo ra một hiệu ứng gợn sóng mà chính quyền không còn có thể bỏ qua. Bất chấp những nỗ lực này, công ty đường xanh vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát vùng đất tranh chấp, sử dụng nó cho mục đích thương mại. Lập trường của công ty là một trong những sự coi thường hoàn toàn đối với tuyên bố của người thượng, cho rằng đất đã được mua lại hợp pháp từ Ủy ban Nhân dân xã Ea Hờ Leo. Đây là một điểm gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi về tính hợp lệ của thỏa thuận đất đai và vai trò của chủ tịch ủy ban trong toàn bộ tập phim. Tranh cãi xung quanh việc thu hồi đất đã tiếp tục sôi sục, không có giải pháp nào trong tầm nhìn. Các cuộc chiến pháp lý đã xảy ra sau đó, nhưng người thượng không có đại diện pháp lý và nguồn lực thích hợp đã thấy mình đỏ sức với một đối thủ đáng gờm. Vụ việc vẫn đang tiếp diễn đã phơi bày những rạn nứt trong hệ thống kéo dài sự bất công và bất bình đẳng xã hội. Hoàn cảnh của người thượng đã làm sáng tỏ một vấn đề lớn hơn, tính dễ bị tổn thương của các cộng đồng bản địa khi đối mặt với chủ nghĩa thương mại mở rộng. Tranh cãi về việc thu hồi đất ở Ea Hờ Leo không phải là một sự cố riêng biệt mà là hiện thân của một cuộc đấu tranh toàn cầu, nơi các quyền bản địa bị chà đạp vì lợi ích kinh tế. Tóm lại, hậu quả của sự cố ngày 27 tháng 5 và cuộc tranh cãi đang diễn ra đã gây ra một cuộc thảo luận rất cần thiết về quyền bản địa và quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam. Việc giải quyết tranh cãi này sẽ không chỉ quyết định tương lai của người thượng ở Ea Hờ Leo mà còn tạo tiền lệ cho các trường hợp tương tự ở nước này. Khi thế giới theo dõi, cuộc đấu tranh của người thượng đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về nhu cầu cấp thiết về cải cách chính sách trong việc thu hồi đất, để đảm bảo rằng các cộng đồng bản địa không bị gạt ra ngoài lề trong việc theo đuổi tăng trưởng kinh tế. Tương lai của quyền bản địa ở Ea Hờ Leo trong bối cảnh tranh cãi về việc thu hồi đất ở Ea Hờ Leo, tương lai của quyền bản địa ở khu vực này của Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phức tạp. Người thượng bản địa, một nhóm chủ yếu là người thượng đưa ra, đã thấy mình là trung tâm của một cuộc xung đột gây tranh cãi liên quan đến quyền đất đai, lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm của chính phủ. Sự cố vào ngày 27 tháng 5 năm 2024, nơi lực lượng an ninh của công ty rừng xanh ngăn chặn người thượng bản địa khỏi nông nghiệp, phục vụ như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự tôn trọng quyền bản địa và quyền sở hữu đất truyền thống của họ hiện đang bị đe dọa. Vai trò của chủ tịch ủy ban nhân dân xã Ea Hờ Leo trong việc bán đất cho công ty rừng xanh đã làm phức tạp thêm tình hình, đặt ra câu hỏi về tính toàn vẹn của chính phủ và bảo vệ quyền bản địa. Khi chúng ta tiến lên phía trước, điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc giải quyết tranh cãi này sẽ tạo tiền lệ cho việc xử lý các tình huống tương tự trong tương lai. Nó sẽ củng cố quyền của người dân bản địa hoặc tăng thêm lợi ích của các tập đoàn và các chủ thể chính phủ. Việc xử lý tranh cãi này cũng sẽ phản ánh cam kết của chính phủ Việt Nam đối với tuyên bố Liên Hợp Quốc về quyền của người dân bản địa, mà nó là một bên ký kết tương lai của quyền bản địa ở Ea Hờ Leo phụ thuộc vào một số yếu tố liên quan đến nhau. Khung pháp lý quản lý quyền sở hữu và sử dụng đất đai, cam kết của chính phủ để bảo vệ quyền của cộng đồng bản địa và trách nhiệm doanh nghiệp của các công ty như rừng xanh sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai này. Tóm lại, tranh cãi về việc thu hồi đất ở Ea Hờ Leo không chỉ đơn thuần là một sự cố bị cô lập mà còn là một mô hình thu nhỏ của cuộc đấu tranh lớn hơn cho quyền bản địa ở Việt Nam và trên toàn cầu. Kết quả của cuộc xung đột này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến người thượng mà còn báo hiệu Việt Nam với tư cách là một quốc gia coi trọng và tôn trọng dân số bản địa như thế nào. Hy vọng là trong một tương lai nơi các quyền của người dân bản địa được công nhận, tôn trọng và bảo vệ, và nơi đất đai và văn hóa của họ được bảo tồn cho các thế hệ mai sau. Oh, senan remuk lah kami cipula hengut senak di yang kelai nasi ngak senan ya ke kelai yon klin ketu jua ke kelai yon klin ngak chat bai ke kelai yon klin biram bira yui na dre pelah miak lelai yuh dre tu jua dre kruk dal dre tau ide senan naiti nok senan jing tibun sam sa ya leo huyen ya leo tinggalak
sanit rabu ngot sanak sania ji jang klenen hure nai beda singa senen nyutruh ti kebut jar gum lai se senan san nyum sarang ji ngai mang oh ke klayun klin tu chwa ke klayun klin nga chat mai klayun klin pla mya la la yu dai i low len ani dai nyu sarang tu duai se senan sania rebu ji jang re jang mang klenen tru hong yu na de ga le lo ma wit lan la yu dai se senan aw san tanai mong ji le i lom jum dai kau bim ni lu chak lu kap ding mơ sang dung sap lo đêm đặc niu đồng bằng la char thái lan ấy đây lọ sụp đất đồng là chắc lu Charlie, there can you? No, we're not. Charlie, there.